Này đồng nhập trời trời. Này đồng nhập trời trời. Học phong niêu của cuộc khởi viết văn mệt vòa dòng tới khắp bộ ảnh mong này ở mệt vòa dòng tới bẻ đạt mong quạt rời cao lờ tuập lúc chú, bản chú, thùn tòa rập vào tập lúc tòa rút nguyên mệt vòa dòng tới bẻ đạt nôn màu có màu mạ lê nôn rời tầm rơi clam bẻ đạt nôn tù bắn vùng mắt có màu mạ lê nôn tòa rõ nhàm có bình bó lý bộ Việt Nam, Cộng sản Việt Nam Catherine bẻ đạt bản sắc chữ Quynh lê nhóm một post làm Facebook bẻ đạt nôn tòa rạ rùa cơ nhu lê nôn rõ sát cơ Ireland ngol bẻ tạ nón nam bà con lệ ama chăm rub nón mắt bẻ tạ nón túi có bút bẻ tạ nón hàng police nhom hoa chi yua tạ nón hail Ireland ngol bẻ tạ nón oi ma chăm này yua tạ nào dự hội thảo bẻ tạ hội nghị thượng đỉnh bẻ tạ ở Washington DC hàng tuần mắt mệt vợ yên tế in bút lệ tên làm tòa tiếp có bình ta bẻ tạ nón ta tổ làm chăn Việt Nam ti bị gần clean ngã tự chọn nạ buồn sang có bình ta chập đỉnh nọc lệ tay chăm có bình ta bù prê ngay có đạo bình ta lệ rub nón mắt mộng này ôm mệt vợ yên tế bẻ tạ nón mút cả bản sắc chứ quyền lên một bút lên nền tre à bây giờ lên nền chi bước mới cỡ bình công an chơi bê tạt đê bê tạt phần nào bê tạt tăng tiền lên nón bản sắc chứ quyền rút đơn mất mùng này có câu cỡ à bị băng bình ta gặp mứ lên nón có đọc lại doanh lên nón có lại chôn hàng lại chơi từ từ luôn mất bê tạt nón nhiều lại từ nay mệt hoài từ kẻ chăn bò lại tự xưng tổng thống nhà nước đề ca vài ngày qua trên một số trang mạng xã hội và Facebook của vài đối tượng phun rô lưu vong ở Mỹ nhóm tàn quân và công lý người thượng của Ipher Thuê ở Thái Lan tự xứng và tự phong tự bầu được Ralan Ngol làm tổng thống nhà nước đề ca. Hơi mà hữu danh vô thực thay cho Kirkusar và người phát ngôn chết lạnh lẽo vì bệnh ung thư gan nơi đất khách quê nhà năm 2019. Cuối cùng chiếu trò và bình cổ rượu mới của anh em và xứng thượng và vương quốc vô nô lệ và tung tê trên mạng xã hội nhảm nhí và xin tiền quyên góp của bà con người Việt ở nước ngoài kêu gọi sự ủng hộ của Mỹ và các thế lực và thủ địch với Việt Nam và có tiền và tiến hành và các hoạt động chống phá Việt Nam và mưu đồ quốc tế hóa về vấn đề người thượng và thu hút sự quan tâm của các luật quốc tế và các tổ chức và phi chính phủ của các hoạt động và động tác xuyên tạc và vu cáo Việt Nam và vi phạm tự do tôn giáo, dân chủ quyền đối với dân tộc thiểu số của Tây Nguyên. Vậy chân dung người Ralan Ngol và tổng thống tự xưng thay mà nhà nước đề ca mà Kirkusar nặn ra là ai? Người biết rằng Ralan Ngol sinh năm 1955 tên thường gọi là Amacham là người Chà Rai quê ở làng Pa Pet và xã Bơ Ngon huyện Chư Sê tỉnh Gia Lai, hiện đang sống ở Tao Thom, Charlotte, California, Mỹ và trình độ văn hóa 1/12 và trước khi sang Mỹ làm nghề chặn bò và hốt phân bò. Năm 2001 sang Mỹ làm nhân viên rửa xe và hiện nay do quá tuổi lao động nên Ralan Ngol sống và hoạt động dựa vào tiền trợ cấp và tiền dâng lên lễ và trong nhà thờ. Với trình độ và nghề nghiệp của một tổng thống như vậy thì quá khủng khiếp. Năm 2001 và vai trò phụ trách và cầm đầu và cốt cán của Tin lành DK tại Gia Lai được Kirkusar giao nhiệm vụ, Ralan Ngol đã đi rêu rao và tuyên truyền và vận động khắp ở buôn làng từ Chư Sê đến Phú Thiện và kêu gọi người dân tộc thiểu số và đi biểu tình tại Pleiku với khẩu hiệu là đòi tự do tôn giáo, đòi lại đất đai và rã viên cảnh và hào huyền của cái gọi là nhà nước DK. Và khi tới Pleiku và số cần cầm đầu lật ngược lời và nói đây là đạo Tin lành và làm nhiều người dân và không hay biết và quãng thời gian đó nhiều người dân tộc thiểu số đã bị lừa và nhẹ dạ cả tin theo Ralan Ngol và nên bị bắt và xử lý theo pháp luật như Ralan Bor và các bạ Vê và Đinh Iku và Đinh Izum và các bạ Linh và Ralan Vít. Và khi người đã tin tưởng vào lòng theo Ralan Ngol bị pháp luật xử lý Ralan Ngol và đã bỏ mạc và cáo chạy xa bay vượt biên trốn sang Campuchia năm 2001 và đến năm 2004 sáng định cư ở Mỹ và sau đại dịch Covid-19 nhà thờ đóng cửa và không có việc làm, Ngol đã đâm tay chân lại nghĩ ra chiêu trò này cũng chỉ quỹ cùng với vì tiền quyên góp và bà con hải ngoại và để kinh phí và trang trải qua ngày tháng. Mỹ với bản tính và có người nới cũ, Ralan Ngol đã cam tâm và đi tìm niềm vui, cưới vợ mới và siêu dép và làm vợ hai. Và trong khi vợ đang chữ C vất vả một mình và nuôi các con nhưng không ngừng lại và ở đó mà Ralan Ngol giống như ngựa quen và đường cũ và y lại tiếp tục và hoạt động phun rô, tiếp tục và hô hào và tuyên truyền xúi dục bà con khắp buôn làng, hoạt động phục hồi
hồi Phunro và Tin lành DK, nuôi ảo vọng và nhà nước DK sẽ thành công. Để tuyên truyền và chỉ đạo hoạt động phục hồi Phunro người Tin lành DK vào trong nước và thời gian Ralangol và các tổ chức và Ngol đã tham gia và lập nên đã triệt lễ lợi dụng và không gian mạng xã hội Facebook như tài khoản Cao Poland và hoạt động công khai và chống phá đối đại đoàn kết và chia rẽ giữa người dân tộc thiểu số và người Kinh, đòi lại đất đai và tổ tiên và tuyên truyền và xuyên tạc và không đáng và nhà nước Việt Nam vi phạm tự do tôn giáo, vi phạm nhân quyền. 2020, Ngol đã tiếp tục và móc nối với một số đối tượng tại huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, hoạt động phá hoại chính sách đoàn kết của dân tộc của nhà nước, do đó cơ quan điều tra đã khởi tố và vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Ngol cùng với một số đối tượng liên quan đến hành vi phá hoại chính sách đoàn kết và vài cái kết Ngol đang là một đối tượng truy nã và toàn quốc và công an tỉnh Gia Lai. Nhìn lại bài học về cất sau và con đó và cất phải trả giá cho hành động của mình, bị cộng đồng lên án và bị đồng bọn quay lưng và phản bội về pháp luật tìm đến và khi gần cuối đời vào tháng 2 năm 2017, Tòa án Dân sự Mỹ và tuyên phạt cất sau phải hoàn trả và cho tổ chức của mình làm chủ tịch và số tiền 200.000 và USD và những tài khoản khác mà y đứng tên như đất và nhà thờ, hai và xe ô tô vì đã lừa tiền đồng bào và hải ngoại, nửa đời người xưng danh và tổng thống mà khi chết chẳng còn gì ngoài dai dứt và trong đau đớn và thất bại. Những danh vọng và địa vị và tiền bạc cũng sẽ trở nên vô nghĩa và trước cái chết và cuộc đời, số phận của Cơ Cơ Sơn là điển hình cho những kẻ lưu vong, một số cả đời trong phá và kết cục bị thảm. Đây là một bài học cho những kẻ đang ôm mộng và quyền lực, tiền tài và ban rẻ đất nước và hai tỉnh ngộ và trước khi quá muộn. Trong những năm qua, với một sự chung tay và nỗ lực và cố gắng các chính quyền và bà con nhân dân, các dân tộc và Tây Nguyên đang vươn mình và phát triển mạnh mẽ là chính chức và chức sách của đoàn kết và dân tộc của Đảng và nhà nước ta, bà con các dân tộc và Tây Nguyên nên cảm giác và không mắc mưu và lừa bịp của Ralangol và Phunro lưu vong ở Mỹ và Thái Lan gần đây an ninh trật tự và phá vỡ cuộc sống và buôn làng bình yên. Năm qua, bài học năm 2001, 2004 và 2008 còn đó, nhiều người dân tộc thiểu số nhẹ dạ cả tin bị các đối tượng Phunro lưu vong và lừa gạt và xúi dục tham gia biểu tình, vượt biên và cũng như người phải gánh lấy hậu quả pháp lý và bị xử lý hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam. Theo nguồn núi Chumkar, rút đơn mệt vài dòng tay khắp bộ em tạm bút lên nên còn bỏ đọc bởi tòa dân của bình ta chẳng mỏng mứ. Bị ta nên biết băng tòa tiếp của bình ta một này. Ý bút, bị ta nên phung dạy nha của bình ta. Rút đơn mệt ta bởi thao công cốp ta bởi khâu cắp khắp tư trọa. Bị băng tòa của bình ta ngã lên nên tòa nhịp nhạc xa mọ. Hàng tòa nhịp nhạc của bình dân linh ngã của bình ta bởi bình ta kýr, bởi bình ta run. Nằm cứ tuân lệ tăng ta nào bị bỏ nạp đi hàng ôn tòa dòng phân của bình ta. Bị băng tòa tiếp của bình ta đã này ô mệt vài dòng tê. Bởi dự hàng tùy tòa tùy hàng hiểm quả ở mệt vài dòng tê. Ta tụ tòa nhịp nhạc tụ tòa bọc bọc tụ tòa bị băng tòa đã nôn ở đây nhục kèng của bình ta. Sa mọ hiếm bạc lên mệt vài dòng tê. Ý bố bình cực nà dòng clean nhu hiệp sát của bình ta. Bị ta nôn vót hắng y phê vót hắng ôi mà chấm vót hắng bình mà sơn vót hắng bị băng phụng dạy nè của bình ta. Tổ ngạ por mì đìa rạc này. Rụp nôn mân nhu kèng mạ cử của bình ta nhu kèng tạch chấm của bình ta. Rụp nôn mân nhu lẽ cơ ôi mà chấm rồi ngôn nè. Bên ta nôn nhu lẽ nâng nghe tôi nhẹ mô, nghe kẹo mô, lê nôn kẹo ngạ tòng thòng, rụp nôn mân. Tô lại nôn ý bố lê cơ bì băng phụng dạy nè của bình ta, trẻ bay của bình ta, dũn bộ nhịp của ta ta đọc. Bên ta bộ dỡ trẻ ta nhịp của ta trẻ ta, ố mẹ trẻ dân tê khắp bộ em. Bì băng tô lại tiếp của bình ta đã này, hà lê mong mang kia khỏi mứ, lê mong gõ lô khỏi bộ minh, hà lê mong bác càng hiếp. Sao mà rụp nôn mân, cậu càng tạ bê cơ, bên ta nôn tập lúc cả, và ai ngồi lăn, bởi vì nạp bóng minh ô, lê đơn tự tọa lệ tự tọa trái tái nhịp nhạc tự tọa trái của bình ta. Lê nạp bóng minh ô, lê phụng dạy nhạc bình tái nhịp tự tọa bình ta. Do cái bích băng, hàng tự lệ phép, bình dọn clean nhu hép cơ y, sát bay ra này. Bố dự bố lê ô, chẳng hép sát bay cơ y. Sao mắt nạp dạy nhạc của bình ta, bè đạc một lúc tố, cú tố, bè đạc nâng ta lệ thảo mạng bóng khẩm thâu. Lê bác khắp, khắp của bích băng phụng dạy nhạc của bình ta. Rụp nôn tự lời dõm của phần bình ta ngã bóng đã này. Rụp nôn mân, y lăng, bê ta nôn bằng Facebook đã này, bê ta nôn đăng chi sát của bình. Bê ta nôn bích băng tự tiếp của bình ta, ta kèng mạng bóng xa ai sạp răn xa dọa. Lê nôn bố dự chăm bóng bộ này, bố chăm bóng bộ tí ô. Ta khắp, ở đây bó của bình ta, khắp của bích băng nạm nuôi tổ chung chạy của bình ta. Rụp nôn mân, mùng này, bê ta nôn dân clean, hiệp sát của, ôi, rừng là ngô này sát với mạng, nhu truy ná đã này.
bé ta nón à đong giáo lệ nón tụt thế thầy cỡ rút nón mệt vậy để cặp pi băng tỏa tiếp cặp bình ta đặng này bình hoàn clean tiếng em tua dài cặp bình ta vật hàng phụ nôn vật nôn nhổ ạt dài sô sel pi hưởng nghèo vật hàng tập bộ con bạc con nhổ ạt giang dài sô sel rút nón mệt vậy để tạm một bút lại tiếp cặp phụng vệ nha cặp bình ta bà bạn ít nọc tàn nào nhổ ạt tuổi tua cặp bình ta bé ta nón ở cấm khoa ai khoa cơ cơ sa lâm tí bé ta nón hà lệ bông ngạ cặp pi băng bùa kèm prung sang ai đây giọt mắt tàng ngạ sao rút nón mắt prê ra này prê bình chẳng răng yuan clean như kèng ngã có bình ta dập đi nóc yuan clean như kèng mạng tọa trẻ bạch dài tọa trẻ mạng tọa phân hà bạch dài tọa mạng tọa đê bạch dài tọa đê ô mệt vài ảnh tề khắp bệ bích băng tọa tiếp có bình ta kèng thỏ lúc có bọn này xa mạ tuy đun mân tự ta lại có bọt với bích băng phung dạy nè có bình ta xa mạ bình phung dạy nè có bình ta lại bó ra lại lệch lệch nôn lại chút bạch trao lệch nôn lại nhập sát tọa xa mạ tui bàn chua có bộ ô mệt vài ảnh tề có bộ khắp ô bệ ta nôn mân nông sát đại trúc có cầu có khắp mân nông hèm bởi cái bằng phụng dạy nè cái bình ta bụi cái đen ta tui bước đen ta kẹt ra đá bụi giữa ta bụi tui bước đen kẹt bọc mặt nằm mặt rút đơn mất mụn này mệt vậy thì ta bước hàng tổ lệ bê ta nấn ngốt biết mắt bê ta rằng là bình công an nhổ hiếp cỡ và lăn ngon lại cỡ một lúc bê ta lại cỡ sát lại cỡ tuyệt này lại ổ grau bê ta nấn kẹo từ phần rô này thì rút đơn mất bị bằng bọc lại nhập nhịp từ này thì chẳng mà hiếm ta mừng ngạ lại mệt vậy thì ta kỳ rùn nhớ bị bằng tổ lại tiếp cái bình ta nào bọn nạp thì nằm lối ô bọn các bình ta rubat nape rubat pape nón bọn tại đạo các bình ta chỉ riêng rub nón mân bình doan như khối biết mạng là so các bình nhổ ngã ta đạo các đây rub nón mân ta khối các tại so rub nón mân doan như khối các ta đạn này nhớ bộ khối mới đang kết là mệt vài người nhổ khối tại so các nhổ ngã rub nón mân nhổ kéo các đây các bình ta ôm mệt vài người bởi bình ta gear lên nón pi bang pran chua các bình ta sao mọi ta mự hàng thằng ngon biết mạng bẹt ta nón quay là ngon này bẹt ta nón cứ ăn kia tiền lên nón tôi có bu bẹt ta nón có tụ Việt Nam hàng tụi cứ mạng bọn ăn tụi gear mân sao mọi bẹt ta nón hàng tụi né bẹt ta nón cứ tụ chả mi cứ tụi nào bạt hiếu nhà mân bẹt ba bộ nón tô bọn nón lệ pi bang bình ta bẹt ta nón xa rê bẹt ta nón làm cha các bình ta ăn làm cha các pi bang tọt tôi tông mệt vài tệ im bu lấy các pi bang tụi tiếp các bình ta đạn này bẹt ta nón dập đi nóc bẹt ta nón khẩm răng yoa ta cơ bình con cana yon clean kèm tùy tua bây giờ các bình ta rút nước mệt vai anh tê khắp bộ em mụn này có màu rã rai bây bình ta để ta thử ta ý kèm mứ hạt loại đá có nhập bọn nạp tí còn có bí đăng ký là subscribe là bí băng chia sẻ nào có bí băng mệt vai anh tê ta khắp hàng bộ em kèm thảo lúc bộ ạ cơ bình công an police lên nó nhập sát cơ ngô lần lan vật hàng có bí băng phụng dạy nè các bình ta dập hình đọc lên nó kèm bây giờ các bình ta mà tôi cốt cầm xa cho lỗi nào tua tay ta mà sáng cử sắm nạ lên nó bây giờ ta lại tê chấm hợp luôn mất mệt vậy để gặp tạm được biết bằng phụ dạy nè các bình ta khẩm răng bộ bạn nên nọc tần nào bởi bình ta thấu lăng trời chân cả tạp bộ bê ta mụn này dọn ép nếch kèng bất dây hí trọi hí bê ta nấn phun nhò kèng bụ bệ bụ ta mệt vậy để mụn này hợp luôn mệt vậy để học mạc bằng rệt này trộn có biết bằng mệt vậy để gặp hầm bộ em lệp nì lù